Nhật truyền động bóng đá trên giấc mơ bóng đá TV. Đội tuyển Việt Nam đóng quân ở Vũng Tàu trước AFF Cup 2020. Sau hai trận vào tháng 11 tại vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam di chuyển vào Bà Rịa, Vũng Tàu để tập huấn chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam tiếp đón Nhật Bản. Ngày 11 tháng 11 và Saudi Arabia, ngày 16 tháng 11 trên sân Mỹ Đình, tại lượt trận thứ 5 và 6 vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Sau hai trận đấu này, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ có 3 ngày nghỉ ngơi trước khi hội quân trở lại chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup. Thông tin từ VFF, đội tuyển Việt Nam thay vì tập huấn tại Hà Nội, quyết định di chuyển vào Bà Rịa, Vũng Tàu để rèn quân. Dự kiến, toàn đội có 10 ngày tập huấn ở thành phố biển, từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 11. Việc đội tuyển Việt Nam tập huấn tại Bà Rịa, Vũng Tàu ngoài mục đích đổi gió, thì thời tiết tại đây khá tương đương với Singapore, chủ nhà vòng bảng AFF Cup 2020. Tại AFF Cup 2020, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo nằm ở bảng B cùng Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào. Vòng bảng AFF Cup 2020 được tổ chức từ ngày 5 tháng 12 đến ngày 1 tháng 1 năm 2022 và diễn ra ở địa điểm tập trung tại Singapore. So với các đối thủ, đội tuyển Việt Nam gặp bất lợi nhất vì còn chưa sức tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Theo lịch thi đấu, sau khi kết thúc AFF Cup 2020, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo lập tức bước vào tập luyện chuẩn bị cho hai trận Úc và Trung Quốc vào cuối tháng 1 và đầu tháng 2 2022. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang tập trung tại Hà Nội, trong khi huấn luyện viên Park Hang-seo bận dẫn dắt U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2020.